Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Đây là bài viết Những bài học vỡ lòng của tôi về quản lý của tác giả Khánh Nguyễn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Bình thường thì chắc là tôi sẽ viết sapo lòng vòng một chút. Nhưng dù gì bài này sẽ theo dạng hơi actionable nên chắc là ai đó đọc sẽ quan tâm đến nội dung chính hơn. Bài viết này sẽ dành cho các bạn mới lên quản lý sẽ có thể thấy được một số điểm đồng cảm, dành cho các bạn chuẩn bị lên quản lý có thể thấy một vài điểm hữu ích, các bạn newbie maybe sẽ cảm thấy thông cảm hơn cho nhiều quan điểm của sếp trực tiếp của mình. Với các anh chị senior có thể thấy mấy điều trong bài viết này hơi quá bình thường hoặc là hiển nhiên như thế nên có thể sẽ bỏ qua bài viết kiểu này. Ok, mình sẽ vào bài viết luôn nhé. 1. Hãy chắc chắn về mọi thứ mình ký. Nếu mới lên quản lý, thường bạn sẽ nằm ở nhóm quản lý cấp trung, tức là cấp dưới. Chuyên viên hoặc nhân viên sẽ trình bạn ký nháy một đề xuất hoặc là tờ trình hoặc là proposal gì đó trước khi ký tiếp ở cấp cao hơn. Hãy luôn chắc chắn về mọi thứ mình ký. Ít nhất là bạn hiểu được background của vấn đề. Tại sao mình phải làm việc này? Kết quả dự kiến ra sao? Chi phí bao nhiêu? Vân vân. Nếu có điểm nào bạn lăn tăn, hãy hỏi kỹ lại cấp dưới của mình giải thích về vấn đề này. Đến 90% khi ký lên cấp trên tiếp theo, sếp sẽ hỏi lại bạn một vài thứ. Và bạn cần phải có câu trả lời ngay. Nếu bạn không có câu trả lời hoặc ấp úng, thì một là tiến độ trình ký công việc sẽ bị chậm. Bạn phải ký đi ký lại. Hai là uy tín cho chữ ký của bạn sẽ bị giảm đi. Cái này nghiêm trọng phết đấy. Cơ mà trên là lý thuyết, thực tế vào mùa kinh doanh bận rộn, giả sử có 10 đầu việc dồn vào một lúc, thì có thể bạn chỉ sát sao được khoảng 8 đầu việc thôi. Đương nhiên bạn cân được cả 10 thì đỉnh rồi. Giả sử bạn đen, đúng 2 đầu việc bạn không care sát lắm thì lại xảy ra trouble thì xử lý ra sao? Cách bạn xử lý và đương đầu sẽ dẫn đến điều số 2. 2. Lượt bài cuối cùng dừng ở chính chỗ bạn. Nếu có một vấn đề cấp dưới chỉnh bạn, nhưng vì bạn tin tưởng cấp dưới thường giải quyết vấn đề này tốt, hoặc bạn quá bận, hoặc là vì hôm đó mệt, con chó ở nhà bị ốm hoặc là do bạn đau mút vân vân, bạn ký vội để đẩy đi luôn. Sau đó, vụ này được bưng lên cấp trên, hoặc đưa ra triển khai, thì xảy ra phốt to đùng. Lúc này phản ứng tốt nhất của bạn là đừng đổ lỗi cho cấp dưới. Bạn đã ký, và mọi người mặc nhiên là bạn đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề. Đổ lỗi cho nhân viên chỉ khiến hình ảnh của bạn với cấp dưới tồi tệ thêm và vấn đề thì không được giải quyết. Như vậy, rất khó để bạn có thể xây dựng một team đồng hành gắn bó với mình. Sự tin tưởng của cấp dưới dành cho bạn phải được xây dựng lên, chứ nó không đến từ chức danh. Bạn có thể ủy thác cho cấp dưới rất nhiều chuyện, nhưng trách nhiệm cho vấn đề bạn đã ký duyệt là của bạn. Lá bài cuối cùng đã được chia cho bạn và dừng ở chỗ bạn. Bạn không thể chia lại cho ai, không thể ban truyền, không thể thoái thác được. 3. Giao việc nhưng hãy nhớ nắm được tiến độ và sức lực của cấp dưới. Lỗi thường gặp của các bạn mới lên quản lý là cứ khi có job mới, bạn giao việc liên tục cho các nhân viên, mà nôm na hay gọi là chia bài. Sau đấy đến gần deadline thì hỏi nhân viên xong chưa? Giả sử mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, nhưng mà nếu có rắc rối xảy ra, phản ứng tệ nhất của bạn là mắng cấp dưới sao mà làm không xong. Phản ứng này vô cùng tệ hại. Một là cấp dưới của bạn mất mặt, thứ hai là mất tự tin với năng lực của bản thân mình, và cuối cùng là mất một thời gian dài chui vào một góc liếm láp vết thương tự khóc tự sỉ vào bản thân mình. Phản ứng đó sẽ khiến sau này giữa hai bên rất là khó trao đổi về tiến độ công việc. Đặc biệt là trường hợp các bạn nhân viên mà mới quá sẽ bị cóng. Tức là việc bị giao khó quá, nhưng mà sợ sếp, không dám hỏi, không dám kêu với sếp.
ngồi nhìn chân chân màn hình không biết làm từ đâu, xong đến gần deadline mới vỡ lẽ ra. Và đây chính là điểm phân biệt quản lý xịn. Biết được tiến độ công việc cấp dưới của mình đang ở đâu, và biết lúc nào nên để họ tự làm, lúc nào cần phải nhảy vào đỡ ngay cho việc nó trôi. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn, và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. À, và đừng quên nhấn nút like, share và nút subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!